Ông ơi, ở cái vùng này, sâm gì là quý nhất? Ở vùng này có cái loại sâm thất diệp nhất chi hoa, hay còn gọi là cây bảy lá một hoa. Là cái loại sâm rất quý, nó thường mọc ở trên đỉnh núi cao, mà phải đi vào rừng sâu mới có thể kiếm được. Ông còn ở đây bao lâu? Tôi còn ở đây 3 ngày nữa bạn. Nhất định tôi sẽ tìm ra nó. Sao? Bà đang cần tiền à? Tôi phải lo cho con Pu bằng mọi giá. Pu, sao Pu ghét anh Trải thế? Nhà nó giàu, nó nghĩ nó là vua là chúa, muốn gì được nấy. Pu chịu thua ai cũng được, nhưng mà nhất định không chịu thua thằng đấy. Nhà anh Trải giàu, nhưng lấy chồng sớm như chị Mẩy cũng khổ lắm. Mẹ, mẹ đừng cho chị Pu lấy chồng sớm mẹ nhá. Mấy mẹ con chúng mày đi ngủ hết đi. Chồng cháu ơi, mẹ ơi. À cháu. Chồng cháu ơi. Pu, mày đi nè. Pu, Pu. Dừng, thôi ngay. Con đi mà. Mày đi nhanh lên. Pu, đi vào. Đi vào. Sao mày cứ đứng ở đây mà gào cái mồm lên thế à? Châu, tao bán cho người ta rồi. Sao lại bán? Bố, ông đi rồi. Không bán đâu. Bố ơi, đừng bán Lão Hú mà. Lão Hú là em út trong nhà mình đấy. Sao bố ác thế?